Em còn giận anh sao Vân? Ai hơi đâu mà giận người dân. Người dân khác họ phải không em? Em không nghe người ta nói sao? Người dân khác họ đem lòng nhớ thương mà em. Anh không giấu là trước đây anh có quan hệ với nhiều người, nhưng khi gặp em rồi anh quyết định cắt đứt hết trơn. Bây giờ chỉ có em là nhất trong đời. Anh nói mà anh có suy nghĩ hay là chỉ vui miệng nói thôi? Thân này sẽ nát làm đôi nếu anh nói dối thì tai nạn như vừa rồi. Đời em đã quá nhiều bất hạnh, em không muốn lây cái nỗi bất hạnh của em cho người khác. Dù cho người khác là anh vẫn vui lòng. Vân em, dù cho em có bất hạnh đến đâu, anh xin rất nhiều sầu. Khi hiểu nhau ban đầu thì có gì cứ mau bài phân. Anh xin rất chia đau buồn vì lòng này trót trao về em. Anh Minh, tháng này em nào có gì xứng đáng để anh thương tình, mà anh nghĩ đến em tâm thân cô độc không họ hàng. Xin đừng mang đến em mà chi. Em chưa nói ra bao lời về cuộc đời của em ngày qua. Đời em đã sống trong diện mồ côi, lớn lên chỉ ôm bất hạnh mà thôi. Chị Lành đã nói nhiều về em. Anh nói xem, chị đã nói gì đời chị? Anh khen em là một người ngoan hiền đáng thương đáng mến. Em như một khối thủy tinh trong suốt không gợn chút bận nhơ và tì vết trong lòng. Càng gần em người ta càng không phải lần đầu chúng ta gặp gỡ, nhưng lần này anh nghe con tim nhịp thở tiếng yêu em. Anh Minh, anh hãy suy nghĩ lại xem, tại sao anh biết đời em không có tì vết? Dù có hay không anh không cần biết, chỉ cần em sống bên anh là đã tha thiết yêu rồi. Coi chừng anh quá chủ quan, nếu lỡ em có tì vết rồi sao? Nếu em bằng lòng đi tới hôn nhân nghĩa là bằng lòng với anh nên vợ nên chồng. Em trả lời đi Vân, em có chịu và bằng nghề lòng. Anh hãy để cho em một thời gian nữa, một thời gian suy nghĩ để cho anh hiểu em hơn. Anh không cần thời gian để hiểu nguồn cơn, anh chỉ biết yêu em và vẫn yêu em mãi mãi. Dù cho mối tình hai ta có gì ngang trái, anh vẫn yêu em trọn đời, yêu bằng lẽ phải của con tim. Em hiểu chị Lành vì quá thương em nên chỉ muốn em làm em dâu của chị. Cả gia đình anh ai ai cũng đều thấy, nên muốn em cùng anh kết chặt mối duyên lành. Kìa, có ai tới kìa? Chắc là khách của chị Lành á. À, anh ra tiếp đi.
Ai... quan nghiệt nữa rồi. Anh, ai trong đó vậy anh? Bạn gái của anh. Ý chà, anh nhiều bạn gái quá vậy. Cho em vô được không? Không có được đâu, anh sợ Vân. Hả? Chị ấy tên Vân hả? À, em biết rồi, chị Lành có nói cho em nghe. Anh định bước tới với chị Vân phải không? Thì anh cũng tính vậy. Không được. Tại sao anh không xin phép em? Anh mà không xin phép em hả? Em quậy cho anh mất vợ, ráng chịu á. Xuân, tội nghiệp anh mà Xuân. Không có tội gì hết á. Mất cô này, em đền cho anh cô khác ngon hơn, trẻ hơn nữa kìa. Ai vậy? Thì em. Trời đất. Em chứ còn ai? Ai vào đây trồng khoai? Trời đất ơi, con gái gì mà táo tợn quá trời à. Dữ như vậy á mà còn bị mất kép á. Anh xin em đừng quậy tới anh. Nói vậy chứ em nào dám lưu manh. Cũng rất nể tình vì anh muốn dừng chân. Ngựa hoang về nuôi để an dưỡng tâm thân. Thôi vào đây anh giới thiệu một lần để biết mặt nhau đừng quậy về sau. Đây, đây là Vân, còn đây là Xuân, em gái của anh Đức. Em có nghe chị Lành nói nhiều về chị? Dạ. Chị biết không, lần nào anh Minh về cũng mua quà cho em hết á. Lần này không thấy gì hết trơn. Em phải phạt ảnh một chậu kem bờ hồ mới được. Nếu chị có rảnh, cùng đi với tụi này cho vui. À, tôi chờ chị Lành về có chút việc. Nếu có đi á, Xuân cứ đi với anh Minh đi. Nè, làm nhiệm vụ đi chứ. Chị Vân cho phép rồi mà. Em Vân. Anh đi với Xuân đi. Thấy không, có lệnh rồi đó. Cha, bộ gác kiếm rồi sao? Hiền quá vậy ông. Anh cưới chị Vân cũng được đó. Chị ấy cũng đẹp chứ. Nhưng tiếc là có hơi lớn tuổi. Mới ngoài 20 mà lớn gì. Có mồm lớn hơn em thì có. Binh hả? Con gái bây giờ mà ngoài 20 là quá đát rồi đó. Nhưng dù sao thì anh và chị Vân vẫn sân lứa vừa đôi. Mà sắc đẹp Vân cũng tương đối, vẻ mặt hiền lành cũng dễ mến. Nhưng mà trường hợp nào anh quen? Anh chỉ quen trong dịp tình cờ. Hả? Tình cờ mà anh quá say mê. Tiếng sét ấy tình sẽ hết chê. Chuyện phóng đảng của anh nay dừng lại để làm đẹp lòng nội và má anh. Mà y miết đi chơi đến đây cũng vừa rồi. Vậy là bây giờ anh dương tâm tu tâm. Không ngờ con chim bay nhảy khắp phương trời. Bây giờ chịu giam hãm giữa lòng sông. Thì đành vậy thôi Xuân à. Ờ ha. Bay bướm như anh rồi cũng có ngày dừng chân lại. Em thì lả lướt dài 3 năm nữa. Tới tuổi 20 rồi cũng kiếm chàng nào khá khá làm chồng cho an phận. Tuổi trẻ như em chưa ổn định được đâu. Còn kiếm chồng khá khá hả? Thì phải lớn tuổi mới vững chắc cuộc đời. Anh. Ừ? Có bao giờ anh nghĩ là có ngày anh sẽ hôn em không? Đừng có giỡn nhỏ. Tâm bậy không à. Anh nổi tiếng là vua bạo. Mà bây giờ anh thỏ đế như vậy sao? Với ai kìa? Chứ với em. Trời đất ơi, có được đâu. Sao không được? Vì em là em ruột của anh rể anh. Luân thường đạo lý đâu cho phép như vậy. Nhưng mà em cho phép anh đó. Mai mốt anh lấy vợ rồi, em cũng muốn với anh một kỷ niệm. Thí dụ như là nụ hôn chẳng hạn.
Trời đã cơi xuân à, anh không thể nào bậy bạ với em cái này. Vì anh biết hồi nhỏ em cởi trần tắm mưa, bây giờ xuân lớn cũng chưa lớn gì. Có lẽ bây giờ xuân khoảng 17. Nhưng 17 thì em cũng đã biết yêu vậy. Được gần anh sung sướng biết bao nhiêu, tình yêu tuổi trẻ mình yêu mới nồng nàn. Trời đất ơi, sao hôm nay em bậy bạ vậy Xuân? Em thích anh mà lúc nào anh cũng xem em như là con nít hết à. Chán anh ghê vậy đó. Thôi mình về. Nhớ chị Vân rồi hả? Chừng nào anh chưa có làm đám cưới, anh còn khổ với em dài dài á. Tin không? Không tin lát về quậy cho coi nè. Em khùng vừa vừa thôi Xuân à. Còn điên nữa chứ đừng nói em khùng. Gì? Nè, em cho anh biết nha. Ở Mỹ Tho này á, tụi nó đặt em là con Xuân lựu đạn đó nha. Trời đất, coi chừng em nổ bất tử lắm à. Sao vậy? Mà em điên khùng là cũng tại anh đó. Xuân à, sao em nói vậy? Chứ không phải sao? Hồi còn nhỏ anh thường hay nói chừng nào em lớn lên anh sẽ lo trầu cau dạm hỏi. Đã 6 năm qua rồi em vẫn hằng ghi nhớ. Giờ nay thì tuổi xuân xanh cũng vừa chớm nở, thì tại sao lời nói ấy anh không giữ đúng như lời? 17 tròn trắng em đã biết hương vị mùi đời. Tưởng về đây anh nhớ lời khi trước, ai dè bên khác đang chờ và sắp sửa. Tuổi dậy thì mỏi mắt đời người xưa, nay trở lại kêu em bằng con nhỏ còn nói em khùng. Có tuổi buồn nào bằng công chờ đợi 6 năm qua, nay đã biết yêu thì bị người mình yêu quên lãng. Xuân ơi là Xuân, em là em của anh Đức, mà anh Đức là chồng của chị hai anh. Không lẽ em với anh như vậy coi sao được? Tình yêu mà có cái gì coi không được chứ. Trên đời này thiếu gì chuyện anh rể lấy em vợ, chị dâu lấy em chồng. Họ liều lĩnh làm như vậy, họ bị phạm luật gia đình đó Xuân ơi. Nhưng em và anh đâu có dính líu gì đâu à. Không có được mà. Anh gọi anh hai, em cũng gọi là anh hai, thì có gì đâu mà phạm luật gia đình. Mình cứ yêu nhau và lo cho hạnh phúc ở đời mình. Em nghĩ đâu có gì phải sợ thị phi dư luận. Tiếng nói của người đời mình cứ gạt bỏ ngoài tai. Quay ăn cơm nhà đi lo chuyện người ta. Mình đã yêu nhau thì đâu có can gì mà họ ích kỷ. Lúc tuổi còn thơ thì em chưa dám nghĩ, chớ nay đã biết yêu em nhớ lại câu nói năm nào. Xuân ơi, hồi nhỏ mình hay nô đùa giỡn chơi, câu nói ấy cũng là lúc mình tắm mưa trững giỡn thôi. Không biết, nhưng ngày nào anh chưa làm đám cưới thì anh là của em hả? Cũng như bữa nay vậy nè. Thôi mà Xuân, anh gian em mà. Thôi về. Thôi mà Xuân, ôm chặt vậy khó chạy lắm. Hả, đi ghét. Cha, phải vì Dân ôm anh kia anh chạy mát luôn à. Bạn bè nhiều quá, không biết mời ai bỏ ai. Không phải mình sợ tốn kém, nhưng mời người này không mời người kia có nhiều điểm bất tiện. Mà mời ít người thì đám cưới mình mất vui. Theo em thì anh nên mời tất cả những bạn bè quen biết, càng đông càng vui.
Có những người bạn mà anh không thể mời được. Bạn gái chứ gì. Em mới ghen với quá khứ của anh đâu. Các cô gì đó đó, anh cứ mời đi. Em tin là họ vẫn vui lòng đến dự mà. Em thật là một người vợ cao thượng. Nếu em đồng ý thì anh sẽ mời tất cả cô ấy đến dự đám cưới của mình. Anh muốn họ nhìn thấy hạnh phúc chung mình rồi bỏ qua những gì đã qua. Đa số những người phụ nữ mà anh đã quen, họ sẽ cởi mở cho chúng ta và sẽ không làm buồn lòng. Tùy nghi ngưng lại tức thì, chứ em thì không bao giờ nghĩ gì. Đám cưới này hoàn toàn do anh. Dân à, nhưng sao hôm nay lòng em như có gì, nên xem nét mặt em hơi buồn. Em hãy tỏ thật lòng mình, nếu thấy bất tiện anh giảm mời ngay. Anh à, không phải vậy đâu. Em đang suy nghĩ nhiều chuyện, không dính dáng gì chuyện của chúng ta. Nhưng chuyện gì em cũng phải nói anh nghe tường tận, nếu không thì anh giận em cho mà coi. Như anh biết, em mồ côi từ nhỏ, lớn lên một thân một mình, thậm chí đến bạn gái thân thiết em cũng không có. Vì vậy mà đến ngày cưới em không biết nhờ ai làm cô dâu phù cho mình. Không một người thân, không có một người bạn tâm tình, nên em nghĩ mà tuổi cho số phận, đã khổ lúc lọt lòng mà còn lẫn đẫn đến ngày nay. Nhìn lại họ hàng chẳng có một ai, nhìn về tương lai em càng đau xót. Thân phận như em là tấm thân bèo bọt được anh vớt lên, em cảm thấy xúc động vô cùng. Dân à, em hãy gạt bỏ dĩ vãng hết đi. Ngày cưới chúng ta đã tới rồi, còn chuyện dâu phụ mà em lo đó, anh sẽ nhờ chị hai chọn giùm. Đời cô độc rồi sẽ có nguồn an ủi, đời buồn tối có ngày cũng có được niềm vui. Chớ đời mà bất hạnh như em sẽ không được hạnh phúc vung tròn. Bạn bè không có mà cha mẹ cũng xa vời, anh không hiểu nổi. Ngày vui đã đến rồi mà em nói chi chuyện mong lung. Bước về nhà chồng sao em cứ lo nghĩ diễn giống, nỗi sợ lo nỗi phập phồng đêm qua chút. Có lẽ đêm đó em sẽ tuôn tràn nước mắt, không biết được trọn vui hay rớt lấy u. Cô dâu nộp về nhà chồng cũng lo sợ như em vậy thôi. Nhưng rồi sau đó, hạnh phúc không ai bằng. Còn chuyện cô dâu phụ, có gì khó khăn đâu em. Em định nhờ Xuân làm dâu phụ giùm, anh thấy làm sao? Ý cha, nếu vậy thì cũng tốt thôi. Xuân nó hồn nhiên, dễ thương lắm. Nhưng em sợ Xuân không có chịu làm sao anh. Chắc được thôi, để anh nhờ chị Lành nói giúp.
Tánh Xuân nó ham vui, chắc nó sẽ sẵn sàng giúp mình thôi. Mình à, đây là những món nữ trang á mà trước đây nội đi cưới má về làm vợ ba con. Bây giờ đến lượt tụi con á, má trao lại cho hai đứa. Con cất đi con, cất đi rồi chờ ngày cưới. Thưa má, hiện con ở tập thể, con cất những món này con sợ bất tiện, nhờ má cất giùm tụi con, chờ ngày cưới con sẽ đeo. Thôi cũng được, để má cất cho. Bây giờ chỉ cần sắm thêm cặp nhẫn nữa là đủ rồi. Hay là để má dẫn con ra tiệm lựa cho vừa tay con nha. Phải đó, má dẫn dân đi. Con phải về Sài Gòn ngay bây giờ, mai con trở xuống liền. Còn có 2 ngày nữa đó nha con. Mà làm gì mà về trễn gấp quá vậy? Con về trễn lo dọn dẹp sạch sẽ, cho thợ sơn phết lại nhà cửa cho khang trang chứ má. Lo vậy cũng tốt. Thôi mình đi chợ con. Nè, em nhắn anh lên gấp có chuyện gì vậy? Thì ngồi đây với em đi, em mới nói được. Có gì nói liền đi, anh bận lắm. Bận đám cưới chứ gì. Lại đây với em, cứ đi tới đi lui hoài vậy. Thì em cứ nói nhanh đi. Cái gì nhanh? Bộ anh tưởng anh cưới vợ rồi sẽ yên được với em sao? Sao? Em hăm dọa tôi đó hả? Giữa tôi và em không có gì ràng buộc cả. Anh nói thiệt đó hả? Nè, coi chừng đám cưới và cả cô dâu nữa đó. Coi chừng đó. Nè, tôi cấm cô không được động tới cô dân. Nhưng nó cướp anh trong tay tôi, vì thế tôi hận cô ấy vô cùng. Hận ngay tôi trả bằng tiền xứng đáng. Đúng, nhưng mà theo anh đó thì trả bao nhiêu? Tùy nơi cô, ra giá trước đi. Nếu được thì tôi ký xét tại đây. Nói đi, rồi đừng phá đám tôi. Tùy anh, vì anh là con nhà giàu mà. Xử sự ngon lành tôi không phá anh đâu. Thôi được, tôi không muốn rắc rối xảy ra trước ngày cưới. Sau đó, cô phải để tôi yên chứ. Lẽ dĩ nhiên, miễn anh tính sòng phẳng là được. Tốt. Đây, ngân phiếu đây, xem có được chưa? Có thế chứ. Anh Minh, em ở lại với anh đêm nay được không? Thôi, đã sòng phẳng rồi, còn ở chi nữa. Nào, mời cô. Từ từ chứ, làm gì đuổi. Nè, coi chừng, coi chừng bị quả báo đó nha. Xong rồi, đi đi. Bye. Chưa yên đâu Minh ơi. Tất cả quý bà con hai họ, để chúc mừng cho ngày hôn lễ hôm nay, em xin ca một bản nhạc để giúp vui. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị Dân, đến chụp cho em một bôi hình làm kỷ niệm đi chị Dân. Em có cái này gửi anh. Anh chỉ nên đọc trong đêm động phòng thôi nghe. Em về đó. Em cũng về, để cô dâu chú rể vui vẻ trong đêm động phòng. Ngày vui của anh chị, em không biết lấy gì để chúc tụng. Em chỉ chúc anh chị vui vẻ và hạnh phúc trọn đời. Anh Minh, sáng mai em về dưới luôn nghe anh Minh. Thôi, anh chị đưa má về dưới luôn nghe em. Sáng giờ má cũng mệt rồi đó. Coi, em có dọn sẵn phòng cho anh chị và má. Ở vài bữa rồi hả về? Ôi, má thấy hai con như vậy là má vui lắm rồi. Nè Minh. Dạ. Ráng nha con. Hai đứa ráng sao qua năm cho má đứa cháu nội, đặng má ẩm má bồng cho vui nha con. Con cảm ơn má. À, anh xin chúc cho cậu mợ duyên thắm tình nồng, và sang năm làm sao cho má có đứa cháu nội hữu hỷ ha. Cảm ơn anh hai. À, thôi anh, mình đưa má về đi. Rồi đi em. Đã về hết rồi, còn lại hai vợ chồng mình thôi. Anh đưa em vào phòng nha. Trời ơi, vậy là cô Liên này nói đúng chứ. Dân không còn trinh tiết nữa, tệ hại hơn là nàng đã có con. Chọn cho lắm rồi cũng vậy thôi, suốt cuộc rồi cũng bị nó lừa dối. Con Bích, con Chi, con Mai của Kinh, nó cũng cười cưng đó. Đi ngủ đi. Em muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì để sáng mai hãy nói. Em có lỗi với anh, em có tội với anh. Em muốn... Cô hãy để cho tôi yên, đừng nói gì nữa hết á. Nhưng mà... Nín. Nín đi, đừng nói gì nữa hết. Mày bị quả báo nhãn tiền rồi Minh ơi. Bao nhiêu người đàn bà đến rồi đi, mày không hề nhớ nhung luyến tiếc. Tưởng mày chọn được một người vợ ngoan hiền, rốt cuộc mày gặp đồ bỏ đi. Mày xem thường trinh tiết lắm mà. Tại sao khi gặp một người vợ không còn trong trắng, mày lại lăn lộn khổ đau? Mày bị trả quả rồi Minh ơi. Trời ơi, mà sai quá trời luôn à. Vợ thì mới cưới mà bỏ nằm nhà đi uống rượu, có gì buồn mà uống dữ vậy anh? Ăn gì không? Em kêu người mua nghe. Không, anh không ăn gì đâu, anh còn mệt lắm. Vậy anh đi tắm cho khỏe. Em pha nước nóng sẵn ở trong bồn rồi đó nghe. Bộ đồ của anh còn ở trong bồn á, tắm xong khi anh mặc vào. Đi đi, em thôi, chuẩn bị thôi, hết thôi. Rồi khỏi tắm gì hết, cho anh một chai bia đi. Thùng bia anh mua em còn để trong tủ lạnh á, nhưng mà anh đừng có uống nữa. Cứ đem bia ra đây cho anh mà. Thôi được rồi, nếu vậy thì em sẽ uống với anh.
Mời cưng. Vô. 100% ha. Chà, uống nhanh quá. Uống nữa không? Sao lại không? Uống hoài cho tới trưa, trưa tới chiều, chiều uống cho tới tối, tối cho tới... Em cũng hầu anh, tới cùng luôn. Vâng. Vâng. Làm gì lâu dữ vậy kìa? Ơ kìa, Vân, em sao vậy? Em nghe anh bấm chuông, em cố sức mở cửa, nhưng em tới cửa thì... Em thấy trong người thế nào? Nè, uống thuốc này đi cho khỏe. Anh đừng bỏ em nghe anh. Tội nghiệp em anh ơi. Anh hứa với em. Thôi, nhắm mắt nằm đây đi, nghỉ chút cho khỏe. Anh Minh. Đêm nay em muốn anh vào nằm với em. Trong bóng tối em mới can đảm thốt nên lời trần tình. Trong lúc này anh cũng đang suy nghĩ về em đây, tìm biện pháp nào để giải quyết cho yên lành, nhưng phải chờ cho em khỏe tính sao. Anh à, em thấy khỏe nhiều rồi, nhưng em muốn nghe ý kiến của phút này. Em muốn nghe anh quyết định, người có tôi chỉ nghe phán quyết tôi tình, chứ em không thể phân trần do anh quyết định đời em. À kìa, có chị Hai lên. Thằng quỷ, từ hôm đám cưới tới nay sao con đưa vợ về thăm nội với má vậy? Dạ, cũng tại... Vô nhà rồi nói chuyện chị Hai. Cách đây 3-4 hôm chị có lên, nhưng thấy nhà khóa cửa nên chị đi lòng vòng rồi trở lại cũng không thấy cậu mở ở nhà. Hai đứa đi đâu vậy? Em đưa Dân đi bệnh viện. Bệnh viện? Dạ. Chà, nội với má mà nghe được mừng lắm mà nghe. Cậu hay quá ha. Còn anh Hai cậu dớ ẹt hà. Đưa mợ đi bệnh viện Từ Vũ hả cậu? Dân bị sốt mà đi bệnh viện Từ Vũ làm chi chị? Ủa chứ không phải trời ơi, làm chị mừng hụt à. Rồi mợ nó đâu rồi? Dạ để em dìu ra. Dạ, mừng chị Hai mới lên.
sao mà sao mỡ xanh dữ vậy nè? Bây giờ mỡ sao rồi? Dân à, sao em đau mà không nhắn chị lên? Làm nội và má tưởng tụi em vui duyên mới rồi quên hết họ hàng chứ. Em bệnh sơ sơ thôi, sợ nhắn tin về dưới rồi chị, nội và má lo. Giờ thì thấy khỏe chưa? Dạ, khỏe rồi chị à. Khỏe rồi, nhưng mà liệu em có ngồi xe được không? Dạ, là sao chị hai? Tại vì chị muốn cậu mợ thu xếp về Mỹ Tho thăm má với nội. Nếu em khỏe thì mình thuê taxi về dưới, cậu Minh đi xe máy làm vệ sĩ cho mình. À, chị hai ngồi chơi với vợ em, tới giờ em phải đi làm rồi. Ủa, sao bữa nay Minh nó đi làm sớm vậy em? Hơi trễ rồi đó chị hai à. Vậy sao? Trời ơi, riết rồi, giờ khắc chị không để ý nữa đó. Chị hai ở chơi nha, em đi làm đó. Dân à, sao em cứ mỗi ngày một gầy rút vậy em? Có bệnh gì không vậy? Em có bệnh hoạn gì đâu. Không hiểu sao mà em cứ một ngày một ốm thêm chị à. Đúng rồi, coi chừng ốm nghén đó. Em có thấy thèm chua thèm ngọt gì không? Dạ không. Hay là thằng Minh nó làm cho em buồn phải không? Không có đâu chị, ảnh thương em lắm. Vậy là đúng rồi, chị nghĩ không có sai đâu. Mợ có thấy gì chưa? Thấy gì chị hai? Ý chị hỏi mợ là có thấy cái vụ này nè. Dạ chưa chị hai à. Ráng đi cưng. Cưng mà báo tin vui á, nội và má mừng biết bao. Em mà có hả, dám ngã heo ăn mừng đó nghe. Nội và má chờ một năm nay nhưng nào có tin vui. Em quá buồn cho thân phận nhưng biết thế nào. Muốn có hạnh phúc mình phải có con, gia đình mới vui. Mà thôi, nội và má nóng lòng như vậy, chứ tụi em còn trẻ mà lo làm chi. Anh nói với em, vợ chồng mà cứ em ru, anh cưới vợ bé cho anh có con, nối dòng dòng tóc và vui lòng nuôi. Nó muốn cưới ai phải do chị chọn, chớ đâu làm càng được. Ủa mà chị nhớ bữa nay là ngày chủ nhật, thằng Minh sao đi làm với em? Hình như anh đem bản vẽ xây dựng đến cho ông giám đốc. Bản vẽ thì thứ hai đem vô cơ quan cũng được vậy. Chắc công trình này gấp lắm á chị à, nên phải đem đến nhà. Tưởng chủ nhật có hai em ở nhà nên chị mới thu xếp lên sớm. Tại má nói từ hôm đám cưới tới nay á, không thấy hai đứa về dưới. Má biểu chị lên coi có chuyện gì không. Ý, anh Minh về, để em đỡ anh vào. Tôi không cần ai đỡ tôi, tôi còn tỉnh mà, tôi đi một mình được, không cần ai giúp đỡ, nghe chưa? Minh nó có bao giờ sai như vậy không em? Dạ không, từ lúc cưới nhau tới giờ đây là lần thứ nhất. Cái gì mà cưới, mà ai cưới ai? Thì tôi cưới, mà cưới con gì? Phải rồi, cưới con vợ chẳng ra gì, còn mắc công bỏ nhiều tiền ra để cưới. Cưới đã gần một năm trời mà không có gì gọi là hạnh phúc. Minh à, ngủ đi đừng nói bậy, vợ em buồn. Ai buồn? Nói nghe coi, ai có vợ đâu mà buồn mà khổ hả? Mà tôi có vợ rồi, có vợ mà cũng như là không có. Dân à, sao bữa nay nó sai quá vậy em? Em cũng không biết. Có vợ mà ngủ xiên, có vợ mà vợ của người ta rồi,
để khi nào tính rồi sẽ hay. Ủa mà ai đây? Ờ, vợ người ta rồi, bây giờ là vợ của tôi. À, thôi thôi, mở đỡ cậu vô ngủ đi. Cậu nói tầm bậy tầm bạ không à. Ừ. Ai đây? Ủa, chị Hai hả? Ừ, chị nè. Chị gặp con vợ lăng loàn trắc nết của em chưa? Minh, cưới con vợ nát bét chết còn sướng hơn. Chị Hai, chị lên lầu ngủ đi nghe chị Hai, để em lo cho ảnh. Mợ nói dối với chị rồi đó, thằng Minh chắc đã từng sai như vậy nhiều lần rồi phải không? Chị Hai à, chị đi ngủ đi chị Hai. Đi đi chị Hai. Mợ đi chợ chưa vậy? Dạ, nhà còn thức ăn. À, sao tự dưng chị thèm bánh xèo quá à? Vậy hả? Vậy để em đi chợ nghe. Mợ sửa soạn đi đi. Đổ bánh ăn sớm rồi cái chị còn phải về Mỹ Tho nội nhật ngày nay nữa. Dạ. À, em cũng đến sở làm. Sắp tới giờ rồi. Hôm qua thì chủ nhật, hôm nay là lễ lớn, đâu có ai làm việc mà em đi làm. Nhưng em có việc cần phải giải quyết gấp lắm chị. Em đừng kiếm chuyện nữa, chị cần nói chuyện nghiêm chỉnh với em nè. Để trưa được không chị? Không được. Chờ Vân đi chợ á, chị sẽ nói. Em không thấy chị giả bộ thèm ăn bánh xèo sao? Chị Hai, chị đi chợ với em cho vui nha. À, mợ đi đi. Qua đi xe lên chị mệt quá à. À, cái mợ về cái chị đổ bánh xèo cho. Dạ, em đi nha. Em đi nghe anh Minh. Minh à, sao hôm qua em say dữ vậy? Có chuyện gì buồn mà em uống nhiều quá vậy? Dạ, đâu có chuyện gì đâu chị Hai. Vợ chồng em giờ ra sao rồi? Dạ, cũng bình thường thôi. Bình thường? Hồi tối em uống rượu về, em có nhớ là em đã nói gì không? Hồi tối em sai quá, nếu có gì bậy bạ chị bỏ qua cho em. Vợ chồng của em hạnh phúc không? Thì như chị đã thấy, lúc nào vợ chồng em cũng bình thường. Nhưng theo chị thấy và chị có cảm tưởng như em, em và Vân đang đóng kịch trước mọi người. Chị Hai à, chị nói sao mà em chưa hiểu được? Nghĩa là cậu mở canh không ngon, cơm không lành. Cậu phải nói cho chị nghe cho rõ ngọn ngành, chớ chị thấy hạnh phúc hình như quay lưng với nhau. Vân là người vợ hiền, rất nhiều đức hạnh. Em cố gắng làm người chồng tốt với nàng. Lâu lâu chị lên nên chưa thấy rõ ràng, chớ hạnh phúc lúc nào cũng sẵn có bên vợ chồng em. Em đừng giấu chị, qua hành động chị đã hiểu. Vợ chồng em đóng kịch để bọc cái vỏ bên ngoài, chớ sự thật trong lòng như chất chứa điều chi. Em nói thiệt đi, đừng giấu kín ở trong lòng. Tại sao chị lại hiểu em như vậy? Chị không hiểu em, còn ai hiểu em hơn chị? Hồi tối này trong cơn say, em đã nói lên một phần sự thật. Bây giờ em tỉnh táo, chị muốn em nói hết sự thật. Tối này em nói gì? Em nói lảm nhảm nhiều lắm, nội dung không ngoài sự bực bội trong lòng. Dường như em trách Dân giả dối và phản bội gì đó, phải không? Nếu vậy thì em không giấu chị làm gì nữa. Nhưng em chỉ nói riêng với chị, em không muốn nội và má buồn. Chị hứa với em chứ? Được rồi, chị hứa. Chị Hai à,
trước khi Vân về làm vợ em. Thì Vân không còn trong trắng nữa, những cậu là người đã từng trai. Cậu phiêu lưu mối tình này rồi đến mối tình kia. Cậu quá cổ hủ vậy sao? Thằng chồng nào không đau khi biết trước lúc về với mình vợ mình đã qua tay một người khác. Đàn ông cao thượng cỡ nào cũng không tha thứ bị gạt đêm tân hôn. Mình à, không còn trong trắng với em là vì Vân đã trải qua một lần sanh một con trước khi về nhà mình. Sao chị biết? Vì chính Vân đã tâm tình với chị. Hả? Nói với chị hồi nào, sao chị không nói cho em nghe? Trước khi làm vợ em, Vân đã nói lên sự thật. Biết vậy sao chỉ còn mai mối dựng vợ gả chồng? Mấy người toa rập nhau cười trên sự bất hạnh của thằng này. Chị biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng chị không ngờ em lại ích kỷ và hẹp hòi như vậy. Chị nói cái gì? Chị đang nói cái gì đó? Ích kỷ và hẹp hòi hả? Các người đem tôi ra làm trò đùa, coi tôi như một thằng con nít. Tôi căm thù các người, tôi căm thù các người lắm, các người có hiểu không? Minh à, bình tĩnh đi em. Chuyện gì xảy ra, nó đều có nguyên nhân của nó. Ngọn nguồn đầu đuôi chị sẽ kể cho em nghe rõ. Bảo đảm sau khi nghe xong em không bao giờ dứt bỏ cho đành. Số phận đang thương vàng đau khổ sẵn dành, Vân đã kể rõ ngọn ngành cho chị, nên Vân rất ngại ngùng khi em nói tiếng yêu Vân. Suốt cuộc đời Vân không có tình thương, trường mồ côi là nơi dựa nương cho tới lớn. Được người ta xin về để làm đầy tớ, rồi lại không ai bị tan vỡ đâu. Tôi không còn muốn nghe gì nữa hết. Chị hãy im đi. Bình tĩnh đi em. Nếu em nghe hết lời chị kể, em sẽ thấy Vân đáng thương hơn ai hết. Không thương sao cưới? Cưới rồi nát bét như vậy đó. Minh à, em là đàn ông, sao em chưa đầy lòng ích kỷ? Tôi là vậy đó. Sao em không mở rộng lòng nhân mà suy
vừa bước ra khỏi trường đã gặp điều bất hạnh. Kế tiếp con đường toàn là hiu quạnh vô đơn. Tánh thương người chỉ biết làm sao hơn, vì thấy hạnh kiểm của dân chỉ vô cùng thương mến. Chỉ thấy đời em lóng bông như con thuyền không bến, nên chỉ muốn em cưới dân để em làm lại cuộc đời. Tôi nói cho chị biết, thà tôi lông bông, thà tôi như con thuyền không bến, chứ tôi không thể đậu bến mà. Đã có chủ trước rồi. Em chịu khó nghe chị một chút nữa, đừng nóng nảy. Chị sắp kể cho em nghe về cuộc đời của dân nè. Đó, cuộc đời là vậy đó, chị kể chi nữa. Không, đáng thương lắm em ạ. Em hãy lắng nghe, và chị hy vọng em sẽ thông cảm cho cô ấy. Câu chuyện bắt đầu như vậy nè. Đâu đâu, để má coi nè. Trời ơi, con đẹp lắm con ơi. Khỏi cần phấn son trang điểm gì hết cũng đẹp nữa. Má vô làng mồ côi đó nha, má nhìn hết trơn á trời, má thấy con mình con đẹp nhất à. Nên má mới xin con về làm con nhà này. Tối nay sẵn có tiệc liên quan của xí nghiệp, con phải ca cho thiệt là hay nha. Để má giới thiệu con cho các thành viên họ biết con á là con của gia đình Đại Hưng. Dạ, cảm ơn má đã thương con. À, thương chứ. Thôi bây giờ ra chào khách nha con. Dạ. Xin mời, chúc mừng, chúc mừng. Đây, 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 trật tự, trật tự. À, sau đây tôi xin giới thiệu con gái của chúng tôi sẽ hát giúp vui các vị vài bản nhạc. Có dụng về á, xin các vị bỏ qua cho nghe. Hát đi, hát đi. Tình như giấc mơ, hãy giữ ai ơi cho giấc mơ còn đây. Một khi đã yêu đừng quên, con tim sẽ mang thêm bao ưu phiền. Anh hỡi chớ có thờ ơ, yêu em với nụ cười đắm say. Bầu trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thâm thiết chứa chan với ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ngời. Tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Rượu chưa uống nhưng tình đã say, tình chưa đến xin đừng chấm phai. Sẽ có em mãi luôn mong chờ vòng tay người ấy. Lo dọn dẹp nha. Ôi, vui với anh chị em công nhân tôi sai quá rồi. Dọn dẹp nha chị bếp. À, Dân à, giờ này chị bếp chắc ngủ rồi. Con pha 2 ly cam dắt đem lên lầu. Con 1 ly, ba 1 ly. Con uống cho thấm giọng rồi đọc tiếp với quyển Tam Quốc cho bà nghe nha. Dạ. Dạ thưa ba, 2 ly cam xong rồi nè ba. À, cảm ơn con.
con để trên bàn nó đi con. À, trời ơi, có gói thuốc mà cũng quên nữa. Sẵn con xuống lấy cho bà gói thuốc đi. Dạ. Cỏ non quá, phải ăn thôi. Dạ, gói thuốc đây ba. À, cảm ơn con. Uống đi con, uống đi. Xin phép ba. Ừ, uống thấm giọng rồi con đọc cho ba nghe. Dạ, mời ba uống nước cam. Ừ, để ba. Ba, giờ đọc tiếp hả ba? À, tiếp cái đoạn hôm qua đó, tiếp đó. Dạ, con đọc ba nghe ha. Con, sao vậy con? Con, dạ, sao con chóng mặt quá ba? Sao kỳ vậy nè? Chắc con bị trúng gió rồi đó. Để ba cạo gió cho nghe. Vân, Vân à, sao vậy? Sao vậy em? Trời ơi, cái đồ khốn nạn, cái thằng cha già mắt vệt, mày ngủ với con gái nuôi của mày hả? Cha già mắt vệt, cha già mắt vệt, còn con quỷ này, mày giật chồng của tao hả con? Mày giật chồng của tao hả? Tao giết mày. Buông ra. Buông ra. Điện đồ còn có đó nè, làm cái gì vậy? Ông Minh nói phải không? Trời ơi trời, nuôi ông tay ấm nè trời. Cái con kia, mày trả ơn cho tao như vậy phải không? Mày trả ơn cho tao như vậy phải không? Trời ơi, bà tưởng bà chính truyền lắm hay sao? Ông nói cái gì? Ông tính lật lọng phải không? Bà ngủ với thằng Bảo tài xế bao lần rồi? Bà tưởng bà qua mắt được tôi hay sao? Nếu cần tôi trưng bằng cớ ra liền, bà rút tỉa của tôi hết bao nhiêu tiền để nuôi nó càng ngày càng thêm mập. Nè nè, có chừng lố, lố lắm nghe ông. Ông ăn cả thì bà ăn em có gì đâu lạ. Thế bà ăn bậy thì tôi cũng ăn bà. Bà mà la tôi ra tòa lý dị bà luôn. Chừng đó bà đừng có ân hận, bước ra khỏi nhà thân của bà tàn tạ, vì bà không còn gì, chỉ còn hai bàn tay trắng là lớn lên đi. Ra đây không còn cái gì đâu. Tại sao ông lôi thằng Bảo ra để làm cái gì chứ? Để vợ kịch đen tối được phơi bày chứ làm sao? Ông dựng lên câu chuyện vay mượn thế nào? Đừng đóng kịch nữa, chuyện của bà như tròn vai. Con thấy chưa Vân? Ông dọa ly dị má đó. Và má phải ra mình không, con có thấy chưa? Sao con dại vậy Vân? Nếu má biết con muốn chồng á, thì má gả con cho một người đàng hoàng nào đó. Đằng này con dại chi đi lấy ông già? Bên ngoài á, con thấy râu ria gần ngã bạc màu, chứ trong lòng ổng là râu xanh đó. Ê, không có chửi nghe. Tôi chửi ra sao? À, già mà râu xanh còn đỡ hơn á, là bà già còn lấy con nít. Bây giờ bà muốn gì? Tôi có muốn gì đâu. Tôi muốn an ủi vợ nhỏ của ông mà. Ừ, dân của tôi mà có bề gì bà không yên với tôi đâu. Ở nhà lo an ủi nó đi. Nếu bà để dân khóc hoài á, tôi không chịu nổi. Tôi đi sớm chút à. Dân à, má à, ủa không phải, chị thoát đầu á, chị nổi nóng vì ghen tuông, nhưng bây giờ thì chị hiểu ra rồi. Đàn bà yếu lòng
lòng nên bị thằng Báo lái xe. Làm hôn với chị đây nên chị không mà nói với ông được gì. Cũng như em trong phút giây yếu đuối nên mới lạc lòng. Bà ơi, sao bà biết tôi không nghĩ suy để cho một ông già cướp đi đời con gái? Chính bà khi lớn lên cũng đâu muốn cho đời mình ngang trái để cho kẻ giả tâm nó ám hại thân mình. Người ta gả vàng bạc cũng không bằng kẻ gả tình. Chính tôi lầm ông bà trong diễn mồ côi thuở trước, nay biết được rõ ràng thì tâm giả quá xấu xa. Bà lớn lên được chồng cưới, bà đâu hiểu cho người ta. Đã phá đời tôi còn phá luôn những gì là hạnh phúc. Nếu bà nói đàn bà yếu lòng thì tôi không dám cãi. Nhưng chồng bà giết hại thân tôi cho đến trọn đời, dùng thủ đoạn đê hèn dụ cho tôi uống thuốc, cơn loãng mê cuồng làm tan nát cuộc đời tôi. Bà ơi, còn gì ức hiếp cho bà nữa thôi. Chắc tôi phải quy kiếp thân tôi cho rồi. Đừng có làm vậy em ơi. Em không nghe ông nói sao? Em mà có bề gì á thì chị cũng chết luôn với ông đó. Chị cũng khổ lắm em mà. Gia tài này do chị và ông cùng nhau tạo dựng, ở với nhau gần 20 năm trời, dù có khổ đau thế nào chị cũng chịu đựng. Vì ông muốn có một đứa con, mà chị với ông thì không có một đứa con nào. Nhưng ông vẫn thương, vẫn ăn nói ngọt ngào. Đến khi chị thất thân với thằng tài xế, ông bắt đầu lạnh lùng, không còn kính nể như xưa. Em ơi, nếu ông đưa ra tòa thì kể như chị trắng tay, mà chị có làm lớn chuyện thì cũng không có ai giúp đỡ. Chỉ bằng bây giờ chị em mình tương trợ, chị sẽ lo cho em như người vợ lo cho chồng. Nói thiệt với em, chị muốn lén lút với thằng Bảo tài xế để có một đứa con cho ổng. Không ngờ ổng bắt được rồi ổng kết tội chị. Em à, khó ngủ lắm phải không em? Uống viên thuốc này cho dễ ngủ. Thuốc này thuốc khỏe, thuốc an thần nữa, không sao đâu. Chị không có hại em đâu, em đừng sợ nghe. Nè, cầm đi. Nếu viên thuốc này là thuốc độc càng tốt cho tôi. Ý không có đâu em, chị tốt lắm không cho em uống thuốc độc đâu. À, ngủ đi nha em. Bà Hưng à,
cầu trời nếu dân sanh con trai thì phước đức cho dòng họ biết bao nhiêu. Bụng dân một ngày một lớn, tôi sợ tiếng đời dị nghị, nhất cái là tên tuổi của ông. Tôi chỉ cần có con, chứ đâu cần tên tuổi. Nhưng dù sao nó cũng là con nuôi. Ông mà, ông nghĩ sao về cái chuyện này? Mình còn cái biệt thự trên Đà Lạt, hay là mình đưa con dân lên đó, chờ ngày nó sanh rồi tính sao? Hay lắm, ông thực hiện ngay đi, để bể bạc ra là chết đó. Vô đây em. Làm gì đứng ngoài cửa vậy? Có nói gì thì ông nói đi, tôi không dạy như lần trước nữa đâu. Mình còn xa lạ gì với nhau nữa đâu, sao em sợ vào đây quá vậy? Anh đâu có bị ổi nữa đâu mà em sợ. Thôi nói gì thì nói mau đi, tôi trở ra. Thời gian anh đưa em lên Đà Lạt để sanh nở, em có buồn anh không? Tôi đã đáp ứng nguyện vọng của ông là sanh cho ông một đứa con trai. Bây giờ tôi không muốn chung chạ với ông nữa. Em bây giờ em là sự hưởng thụ của tôi, coi như em là người chính thức của tôi rồi. Vâng. Buông ra. Đừng chống cự với tôi nữa mà. Buông tôi ra. Vâng em, đừng chống cự nữa. Quá tan rồi ha. Bà vô đây phá tôi phải không? Đã thỏa mãn và đạt ý nguyện của ông rồi, ông còn ước muốn gì nữa? Nè nè, lần này thì ông đã vi phạm chứ không phải tôi à, nghe chưa? Còn muốn gì? Nếu cần muốn thì muốn liền. Tôi sẽ tri hô lên cho người nhà làm chứng. Sau đó gia tài sự sản này sẽ thuộc về ai cho biết? Ai sẽ trắng tay thì biết liền hả? Phải đám không à? Ở đây ăn giọng gì ăn đi. Ăn sao được ăn? Bà ơi, tôi gian bà, xin bà hãy đem cô Tuấn qua ngủ với tôi. Không có nó, tôi không sao ngủ được. Vâng à, phần cực nhọc á, chị đã gánh hết cho em. Em hãy nhớ lại xem. Tội nghiệp tôi bà ơi, bà. Còn muốn gì nữa mà em còn than vãn? Sanh con khỏi nuôi nè, khỏi cho bú nè. Cái số của em á, quả là số sướng như tiên mà. Khỏi làm lụng, khỏi đụng móng tay. Em còn trẻ, không lẽ sống hoài như vậy? Không, tôi không còn ham muốn gì nữa đâu. Miễn làm sao bà cho tôi gần con tôi là được. Nhưng nó cũng là con của tôi trên pháp lý. Em còn trẻ, tương lai của em còn tràn đầy. Bây giờ chị đề nghị với em chuyện như vậy nè. Chị sẽ cho em một số tiền để em kiếm tấm chồng khá gì làm ăn. Không, tôi không cần tiền bạc gì đâu. Miễn sao tôi được gần bên con tôi là vui rồi. Nhưng nó không còn là con của em nữa đâu. Bà, trên giấy tờ nó là con của chị rồi. Chi bằng em cứ nhận đại một số tiền rồi để cô Tuấn lại cho vợ chồng chị. Còn gà mái thì còn gà giò mà em. Em có chồng rồi, rồi em sẽ sanh con. Lo gì không có đứa con để ẵm bồng. Bà ơi, tôi lại bà. Bà ơi, bà đừng đuổi tôi. Bà đừng bắt tôi phải xa cô Tuấn. Đừng bắt tôi phải xa con tôi, bà ơi. Ý chị đã quyết rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Thôi, để chị ra ngoài cho em nghỉ nha. Trời ơi, người ta đã dùng thủ đoạn hại đời tôi, còn tàn ác nữa bắt con của tôi nữa. Kìa, có gì đâu mà dân phải buồn, phải rầu, phải lo như vậy. Em còn trẻ,
anh cũng còn trẻ nè. Anh Bảo, anh phải ra khỏi phòng tôi lập tức. Kìa Dân, có gì đâu mà em đã nỡ đuổi anh như vậy. Bề nào thì em cũng đã thất thân với ông chủ Đại Hưng. Giờ đây tụi mình sẽ thành vợ thành chồng. Lương tháng của anh tụi mình sống dư đủ. Không lẽ trọn đời này em sống như vậy hoài sao? Ở với anh em sẽ sung sướng tấm thân. Tôi yêu cầu anh ra khỏi phòng ngay. Tôi đang đau buồn vì vừa mất đứa con. Thì mình ở với nhau sẽ sanh nhiều đứa sau này. Em đừng có buồn, anh sẽ lo hết cho em. Anh bước ra ngay. Còn không, tôi phải rời khỏi căn phòng này. Kìa Dân, mày muốn rời khỏi phòng này à? Đó, bây giờ em có la lên thì ông Đại Hưng không dám can thiệp. Vì ông đâu có danh nghĩa gì với em nữa đâu. Đúng không nào? Đến đây với anh. Đến đây. Đi ra, đi ra mau. Trời ơi, quân khốn nạn. Sức em làm sao chống cự nổi với anh. Đến đây, đến đây. Ông vô đây. Đó, ông thấy chưa? Con vợ trẻ hiền hậu của ông là như vậy đó. Phòng riêng của ông mà nó dám rủ trai vô à. Ông còn binh nó nữa thôi. Thằng khốn nạn. Ây da, đã rớ con mụ già rồi. Bây giờ mày định thỉnh luôn con mẹ trẻ này nữa sao? Dạ. Thứ đồ đàn bà chắc nết. Chết đi làm vừa. Khốn nạn. Ngay bây giờ mày phải lấy quần áo ra khỏi nhà tao. Vì tao và ổng không có con nên tao thương mày quá mà. Mày còn làm rò dám loạn vậy sao? Lập tức lấy đồ ra khỏi nhà ngay. Trời ơi, bây giờ người ta còn âm mưu hại tôi nữa nè. Trời ơi, trời ơi. Dân cho chị biết, âm mưu của ông Đại Hưng rồi đến âm mưu của bà Đại Hưng sắp xếp cho thằng Bảo tài xế để tìm cách tống khứ Dân ra khỏi nhà. Những chuyện chị vừa kể chứng tỏ đó là sự thật, không hề thêm thắt chi tiết nào. Minh à, chị có lỗi với em là chị đã giấu kín quá khứ của Dân. Chị biết mà chị không nói cho em nghe, mà Dân cũng muốn lường gạt em nữa. Khi em cầu hôn với Dân, Dân có nói với chị là có nên cho em biết sự thật về cuộc đời mình hay không? Nhưng chị đã ngăn cản với Dân. Chị nói đám cưới rồi cho em biết sao. Chị cũng tính rằng là một người từng trải như em. Em hiểu và thông cảm cho Dân. Chị cũng tin em thương yêu và rộng lượng. Gần năm trời nay em dằn vặt Dân thắng ngày, cuộc sống như bị đọa đày. Tự em hiểu hay là Dân thú thật với em? Nếu Dân nói em càng thương thêm. Đêm đầu tiên em và Dân đồng phòng, em đã hiểu Dân có chồng. Vì em thấy vết nhăn trên vùng bụng và biết chắc Dân đã có con. Chị có lỗi với em là đã giấu kín chuyện này, nhưng thâm tâm chị muốn em yên bề giá thất và có được hạnh phúc bền lâu. Em ơi, Dân đã trải qua những ngày gian. Còn em là người từng trải giang hồ. Ghé bên này sống, bên khác em lại neo thuyền. Cứ
nào vững chắc, nên chị và má muốn em phản hồi để lo việc hôn thê. Má thấy Vân hiền hậu dễ thương, tuy dĩ dạng thật là cay đắng. Con nghĩ lại em cũng là người từng trải, nếu có thương nhau thì hợp lý vô cùng. Chị thấy mấy người ít quan hệ xã hội, khi có vợ họ hay liêu lỏng sa đọa. Còn em, nay cô này mai cô khác, khi có vợ em lo rất chu đáo, bằng chứng chị cũng thấy đó. Rốt cuộc rồi, nát bét. Minh ơi, trên danh nghĩa em và Vân là vợ chồng, thì hãy nhìn về tương lai mà bỏ qua những gì là quá khứ. Chỉ biết thế nào em cũng giận dữ khi hiểu người mình yêu không còn chính tiếc đến giao bôi. Chị đã kể rồi, hoàn cảnh thật đáng thương, em hãy suy xét cho càng cùng để thương xưa. Má dặn chị chuyện này đừng cho em biết, hãy lo đám cưới cho xong thì chuyện cũng đã rồi. Sướng hồn, vụ về thuyết phục yêu Vân làm đám cưới với Vân, chuyện kia giấu không nói cho em biết, để đêm động phòng em mới biết. Minh à, tôi thì đã hiểu, má cũng đang chờ có cháu nội cho vui. Ờ, thì... Chị chờ em lâu dữ hả chị? Tại em mua cho đủ gia vị mới ngon. Để chị xuống với phụ với mợ nghe. Cậu chịu khó ngồi chờ, đừng có đi đâu hết à nghe. Cậu mà bỏ đi chị giận lắm đó. Chị đã kể hết cho Minh nghe chuyện của em rồi. Chị đã kể hết cuộc đời em cho anh Minh nghe hả? Rồi anh ấy phản ứng ra sao hả chị? Suốt cuộc nói chuyện Minh chỉ lắng nghe thôi. Trời ơi, không biết anh có tha thứ cho em không nữa. Vậy ra gần một năm trời mợ chỉ đóng kịch cho chị và má với nội vui chứ gì. Chứ chị đâu có ngờ mợ đã trải qua một thời gian. Mợ chịu gian nan ôm nhiều khắc khoải, lắm khổ đau lòng mợ rất nan dài. Nhưng nay chị tin rằng bản tánh rộng lượng của thằng Minh sự thương hại mà đổi bằng hạnh phúc, theo chị thấy thì hạnh phúc có đúng nghĩa hay không? Vân à, nếu Minh đã nhìn bằng cặp mắt yêu thương thì thương hại là tầm thường. Với mình chỉ biết nó rất tầm thường. Thank you.
lòng em băn khoăn và hồi hộp, sợ anh Minh không như ý chỉ vừa rồi. Chị à, khi đời em càng cay đắng thêm nhiều. Thôi, mình chiên bánh xèo rồi dọn lên ăn. Chị còn tranh thủ về Mỹ Tho nữa, để xế quát hết xe đó. Dạ. Hôm nay anh về sớm. Vào sở làm, anh luôn luôn nhớ đến hình ảnh em và ôm lại một năm qua. Anh đã hà khắc với em nên không tài nào anh đây không nhớ phút giây em lừa dối anh. Vì chưa biết qua ngon ngành nên nỡ đành lạnh lùng còn gì cho nhau khi vết đau ăn vào tim anh. Bây giờ đã hiểu lòng em nên mau về để gần cùng em. Bao ngày trong lúc này anh hiểu rồi, chớ nghĩ gì thêm khổ phiền. Anh Minh rất cảm ơn anh đã rộng lòng, nhưng em rất sợ lo dễ dàng buồn ngày quá. Biết anh có rộng tình mà dùng thương, liệu nó qua tường có mong gì anh thương ta. Dân ơi, chuyện xảy ra trong nghịch cảnh xót xa, chúng ta hãy cho nó lui về dĩ vãng. Miệng tâm hồn em đừng lãng mạn trong tương lai, thì đêm nay là đêm ta cởi mở chuyện tâm tình. Bỏ chuyện ngày qua, ta sưởi ấm lại lòng mình. Ngôi nhà này đêm nay quang vắng, ta khơi ngọn đèn lòng để đón tiếp một tình yêu. Em sẽ hết buồn anh cũng hết quạnh hiu, sống lại với em anh sẽ bỏ hết đời lãng tử. Đêm nay kể như ngày chúng ta mới cưới, hai ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc tuyệt vời. Nào là hạnh phúc, thế nào là vĩ ngộ của tình yêu. Dân ơi, sợ tâm tôi bị thương đang ngủ yên dưới năm mồ quá khứ. Chỉ còn thực tế đêm nay là là
rằng môi của em đã nói thay lời. Một năm trời ta sống như không khí ngừng lại, nay hạnh phúc đã mỉm cười như chào đón hai ta. Giống như con thuyền gặp bão đã lướt qua, nay trời yên lặng để cho chúng ta âu yếm. Tim anh yên lặng nay nó đã khởi điểm, vậy ta hãy quyện vào nhau cho tình nở muôn màu. Tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng có lạnh lùng, người ngỡ đã xa xăm bỗng về qua thênh thang. Ôi áo xưa lộng lòng đã xô giạt trời chiều, như từng cơn nước dòng xóa một ngày điều hiếu. Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây, người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây, những bước chân mềm mại đã đi vào đời người. Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Anh Minh, em tưởng đâu dĩ vãng đã trùm lên hạnh phúc, giờ sống lại tình yêu mỗi lúc một thêm nhiều. Má em mừng hồng như thuở còn con gái, đêm nay hai bóng người sẽ sống mãi bên nhau. Nụ cười sung sướng nở trên môi mỏng đỏ, gian phòng kinh nhà mình là cửa ngõ của tình yêu. Ngày mai anh sẽ đem đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Anh có người chú ruột ở trên đó đó. Đà Lạt? Trước khi đi em sẽ viết thơ về Mỹ Tho cho chị hai. Nè, mọi thư từ phải đưa anh xem trước đó à nha. Nói tiếng thơ vậy chứ em viết có mấy chữ thôi. Thơ gì mà có mấy chữ hả? Mà mấy chữ đó em muốn nói gì nè? Em muốn báo với chị hai là em hoàn toàn hạnh phúc. Cũng hay, cũng hay đó. Rừng này có nguy hiểm lắm không anh? Em cứ vững tâm ngồi trên xe này đi. Chú anh Phục Anh đó là một tay cừ mà. Trảng cỏ này có nhiều nai mển ra kiếm ăn thường lắm. Thỉnh thoảng có cọp nữa, cọp ra đây để săn nai. Thôi anh, về anh à. Em nghe có cọp, em sợ quá à. Cọp xuất hiện ban đêm kìa, còn ban ngày thì ngay bây giờ bên cạnh anh cũng có một con. Nhưng mà cọp cái rất dễ thương, anh muốn gần em không cho xa một phút nào. Đó, anh cứ luôn luôn trêu ghẹo. Em nói thiệt nè, em không chịu. Nơi đây là chốn rừng nghỉ quang, nếu không chịu cũng có hai đứa mình. Anh nói thật tình dân như vậy mới là lý thú. Ở đây có hai chúng mình, dân chừng nào như vợ chồng mới cưới. Ở chung phòng thép mình tự do ngồi yên.
có mồi rồi đó. Thấy chưa? Thấy lẹ chưa? Thôi, có thịt rồi. Buổi săn này kể như kết thúc. Để anh nhờ thợ khiêng con nai đó về. Tức ghê đó. Hai con mà nhắm ngay con mẹ bắn. Còn con nai con nó nghe tiếng súng, nó quảng chạy mất rồi. Rồi chú nai con sẽ ra sao anh? Thì nó chết chứ sao. Sao lại chết? Căn cứ vào hai bầu sữa nai mẹ thì con nai con còn đang bú, bị dứt sữa nửa chừng thì nai con phải chết chứ sao. Nếu nó ăn cỏ được thì cũng khó sống, vì thiếu sự săn sóc của mẹ. Thiếu sự săn sóc của mẹ. Vậy thì tội nghiệp cho nai con quá. Vân à, hình như em có chuyện gì buồn. Đêm nay chắc nó nhớ mẹ và nó sợ hãi lắm. Em nói nó. Mà nó nào? À, em nói con nai con. Anh lại tưởng em nói chuyện gì. Té ra em nhớ chú nai con. Không hiểu sao mà em thấy em thương. Mất mẹ có một mình cuộc sống biết ra sao. Giữa bầy thú dữ đêm về nó biết trốn nơi đâu. Chuyện săn bắn phải làm sao, kể ra cũng tội nghiệp cho chú nai con. Anh có cách nào để đem chú nai con về? Em ra công nuôi và đặt bẫy ở khu vực này chắc sẽ bắt được nai. Vậy anh bắt nó về cho em nghe anh. Nhưng con nai nó còn bú làm sao nuôi. Em cho nó bú sữa bò, anh hứa với em nghe. Ờ, anh hứa đó. Chẳng những anh bắt con nai con về cho em mà anh còn bắt cu Tuấn về cho em nữa. Em chịu không? Anh Minh, chị hai đã cho anh biết hết rồi. Sáng mai mình về Sài Gòn và anh sẽ đến nhà ông Đại Hưng để thương lượng bắt cu Tuấn về cho em. Anh Minh, em cảm ơn anh. Anh Minh. Ông kiến trúc sư tìm tôi có chuyện gì? Mời ông ngồi. Tôi là chồng của hôn thú của cô Dư Thị Mỹ Vân. Tôi đến đây vì chuyện của Tuấn, con trai của cô ấy. À, ông có thể nói rõ hơn. Vợ tôi cần có đứa con trai ở kề cận bên mình. Tôi đến gặp ông vì việc này. Chắc ông cũng biết rằng tôi là cha ruột của nó. Mà đã là cha thì không ai muốn cho con mình phải khổ sở. Như vậy ông cho rằng đứa nhỏ sống bên mẹ là khổ sở hay sao? Đúng vậy. Nếu vậy ông có hơi xem thường với gia đình tôi, chắc ông chưa tận tường. Tôi không khoe là giàu sang có địa vị, nhưng tôi bảo đảm thằng bé con của dân sẽ đủ đầy không thua ông hiện tại. Chưa có đoạn kết, chưa biết ai thắng bại. Nhưng nể tình ông là kiến trúc sư, qua cung cách tôi biết ông là người tử trọng, thích đi thẳng vào vấn đề chứ không lật lọng. Tôi cũng xin nói với ông rất thẳng thắn, tôi không bằng lòng cô Tấn sống với vợ ghẻ được đâu. Tôi vào trại mồ côi để xác minh giấy tờ, biết ông xin dân về để làm con nuôi.
rồi ông dùng thủ đoạn cho vợ ông đuổi đi. Dù trên là tuổi tác, nhưng tôi vẫn xem cô ấy như một người vợ hiền. Nhưng tôi đã lầm, cô ta không hiền đâu. Cô ta ngoại tình với tên tài xế. Tôi bắt quá tang đôi tình nhân đang ở trong phòng. Vì lẽ đó mà tôi không thể thứ tha. Tôi đuổi đi vì sự phản bội chồng. Ông nói giỡn chơi ai nghe cũng tưởng thật. Ông cưỡng bức cô ấy đến lúc mang bầu. Rồi sau đó vợ chồng ông giăng bẫy đưa vào phòng, để tên tài xế vào rồi kiếm cớ đuổi đi. Tôi không cưỡng bức đâu, ông đừng có nói vậy. Có lẽ cô ta đã choáng mắt vì tiền. Tuy lớn tuổi nhưng tôi vẫn khỏe như thường. Mèo thì mỡ. Làm sao tôi lại làm ngơ. Ông nói hơi nhiều, tôi thì chỉ vắn tắt. Ông giao cô tuấn, nếu không tôi ra pháp luật liền. Ông hăm dọa tôi à, bằng cớ đâu. Cứ cho rằng cưỡng bức, sao lúc đó cô ta không thưa liền. Ăn ở với tôi, vợ tôi cũng vui lòng chấp thuận. Nhưng tôi giận cô ta vì cái tội ngoại tình. Tôi đuổi đi chứ cô tuấn là quyết nhục thâm tình. Còn muốn thưa kiện gì hả? Tôi cũng xin hầu ông. Ông đừng thách thức. Chuyện cưỡng bức 10 năm sau cũng có thể kiện được mà. Phải có bằng chứng chứ. Dân dân, dân sẽ kể hết chuyện đó trước chính quyền và đề nghị chính quyền lập lại hiện trường. Chào ông. Ai chứ thằng này, nó dám chơi lắm à. Quang hô kỳ tích của người hùng nghe. Ủa, chị hai, chị lên bao giờ? Có gì mà chị vui dữ vậy? Chị lên mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu đi đâu mà đi biệt tâm biệt tích vậy? Ủa, bộ dân không nói cho chị nghe sao? Rồi dân đâu mà để cho chị ngồi một mình vậy? Bỏ đi rồi. Cậu làm gì mà vợ cậu giận hờn bỏ đi vậy? Bỏ đi? Ừ. Chị chỉ giỏi bịa. Nói thiệt với chị, bây giờ em có đánh đuổi dân cỡ nào, dân cũng không đi đâu. Cá với chị đó. Trời ơi, chắc ăn quá ha. Cá làm sao đây? Thôi chị ơi, giấu đầu lòi đuôi rồi chị ơi. Dân bỏ đi mà chị lại vui mừng vỗ tay hoan hô à. Hay lắm. Nhưng mà em đi đâu lâu dữ vậy? Em đi công chuyện quan trọng lắm. Nhưng mà thua rồi. Ủa, thua vụ gì? Vụ chị đã nói cho em nghe đó. Vụ cô Tuấn đó. Người ta đã hợp thức quá cô Tuấn hồi mới đẻ lần chị à. Mở nó à. Lên đây đón Đức Lan Quân về nè. Dân, em sao vậy? Bệnh hả? Dạ không, em có ốm đau gì đâu. Không bệnh. Sao anh thấy mặt mày em tái mét vậy? Đừng có giấu anh nha. Bỏ người ta đi hoài à, giờ làm bộ lo lắng nữa. Ừ, tẩy chai cậu ấy đi mợ. Coi ai thắng với ai thua cho biết à. Có gì vậy dân? Cho anh biết đi. Tội nghiệp anh mà. Đó, cấm mợ không được tiết lộ nghe. Đây là bí mật quốc gia, mợ không được nói, để thời gian tự tìm hiểu. Đúng là dân đã bệnh đi rồi đây, mình ấy vẫn lạnh ngắt như vậy. Chị hai chị biết bệnh gì không? Chị làm ơn nói em nghe. Nè nè nè, chuyện đâu còn có đó mà bình tĩnh đi cậu. Cái chuyện này cũng tại cậu mà ra. Nè khôn hồn thì chủ nhật này cậu phải chở mở về miếng thôi, để cậu còn tả lỗi với gia đình. À, chuyện đó cũng dễ thôi. Em sẽ về Mỹ Tho để xem chuyện gì cho biết. Cái thằng em trai mà chị không thương nghi mến, tối ngày
mãi hăm dò này kia, chỉ thấy em đang lo cho vợ em nè. Dân, có chuyện gì vậy em, hãy nói cho anh biết coi. Bộ không thương anh sao mà em lại kính miệng. Thôi được rồi mợ nói đi, nhưng với điều kiện về sau. Cậu không được làm Phật ý vợ mình, cậu phải hết lòng thương yêu. Hỏi dân, có lúc nào em không nuông chiều mà chỉ nói tội nghiệp cho em? Nói thì giữ lời nghe chưa. Được rồi, bây giờ thì mợ dân công bố đi. Thấy em không ăn cơm được mà anh không hiểu làm sao. Hôi cơm tanh cá, ủa mửa hoài ha. À, vậy là em đã vậy là tôi được làm cha con nít rồi. Đó nghe, nhớ nghe, chủ nhật này cậu phải đích thân đưa mợ về Mỹ Tho thông báo tin vui cho má và nội hay, để nội và má mừng có cháu đó nghe chưa. Dân, em giỏi quá, vợ yêu quý của anh. Chết trong nhau nhưng tình vẫn dồn dàng. Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng. Nhưng ngón tay ngài ngùng đã du lại tình gần. Như ngoài khơi xa đồng hết cuộc đời lênh đênh. Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ. Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa.